Một cậu bé chỉ mới có 17 tuổi thôi, mà cả một bộ máy phải run sợ em khi mà em nói lên chính kiến riêng của mình, nói lên ý kiến cá nhân cũng bị côn đồ Việt Cộng mời lên làm việc. Yêu ghét ai là quyền của mỗi một cá nhân của công dân Việt Nam. Tại sao mà lại đấu tố? Tại sao mà lại bắt đầu là bày đàn để mà ăn hiếp một người em này? Ở đất nước tư bản ở bên Mỹ này, người dân được quyền chỉ trích, được quyền nói những cái tệ hại của những cái đảng phái, kể cả tổng thống ở Mỹ làm sai, người ta vẫn đưa ra người ta chỉ trích, người ta thậm chí chửi bới cũng không bị gì cả. Nhưng mà ở đất nước Việt Nam chỉ cần nói lên sự thật thôi thì bị đảng Cộng sản Việt Cộng bắt bớ. Vậy là tự do ngôn luận chưa? Câu hỏi đặt ra là tại sao đảng Cộng sản Việt Cộng cái gì cũng phải sợ hết vậy? Tự hào là giải phóng, tự hào là thống nhất đất nước, mà bây giờ sợ lời nói của một học sinh chưa đủ 18 tuổi, chỉ có mới 17 tuổi thôi mà run sợ như vậy. Đàn áp chính trị quá rõ ràng. Cả một cái cơ quan báo chí côn đồ, rồi cho những thành phần dư luận viên để mà lên trên mạng tấn công, đấu tố em này. Một học sinh chưa tròn 18 tuổi, chỉ có 17 tuổi thôi, mà quý vị thấy, dã man vô nhân đạo khi mà đem ra để mà đấu tố, để mà dọa tất cả mọi người dân Việt Nam còn lại. Dọa tuổi trẻ Việt Nam xem đó mà làm gương. Cái này gọi là mai miệng, khóa miệng người dân. Cả một bộ máy cai trị độc tài, độc ác, độc đàn mà đi ăn thua đủ với một đứa trẻ chưa đầy 17 tuổi, sinh ra, lớn lên và đi học ở trong mái trường xã hội chủ nghĩa, do họ nhồi sọ. Mà bây giờ người ta đã đủ trí khôn, người ta nhìn nhận ra được sự thật, thì bây giờ lại trù dập người ta. Cả một bộ máy có biết nhục không? Nguyên một cái bộ máy mà đi ăn thua đủ với một đứa trẻ 17 tuổi. Tưởng sao chỉ vì đứa trẻ này nói lên suy nghĩ cá nhân của bản thân mình. Để coi coi đợt này Việt Cộng sẽ nói gì ở diễn đàn Liên Hiệp Quốc khi mà tô mặt lờ sang. Để coi kỳ này Việt Cộng lại thành điểm đen ở trên báo cáo của Liên Hiệp Quốc về tình hình lạm dụng trẻ em. Tất cả những hội đoàn ở bên đây người ta đang gửi cái sự kiện này để cho thế giới người ta thấy. Thật sự ra quý vị biết là bốn kẻ thù của chế độ đảng Cộng sản Việt Cộng là cái gì không? Kẻ thù số 1 của đảng Cộng sản Việt Cộng bây giờ chính là Internet, tức là mạng xã hội. Từ khi mà có Internet, người dân đã khôn ngoan ra. Cho nên kẻ thù mà số 1 của đảng Cộng sản Việt Cộng chính là Internet. Và kẻ thù số 2 của đảng Cộng sản Việt Cộng đó là sự văn minh của nhân loại. Càng ngày thế giới càng văn minh thì đảng Cộng sản lại càng ghét và coi đó là kẻ thù của đảng. Kẻ thù số 3 của đảng chính là sự tiến bộ về nhận thức của tuổi trẻ của người dân Việt Nam. Quý vị thấy một em chỉ có 17 tuổi thôi mà em đã có sự tiến bộ, em đã nhận thức được đâu là đúng, đâu là sai. Cho nên em cho rằng là nhà trường là lừa đảo, là tuyên truyền xảo láo, còn đảng là thế lực xấu đối với người dân Việt Nam. Chỉ như vậy thôi mà đã coi đó là kẻ thù. Kẻ thù số 3 của đảng Cộng sản chính là sự tiến bộ về nhận thức của người dân. Bất kỳ người dân nào già trẻ bé lớn, hoặc là thậm chí như là cái em mà lên đỉnh Olympic chỉ mới vừa tròn 17 tuổi thôi, chỉ cần có cái sự tiến bộ về nhận thức thôi thì đương nhiên sẽ là kẻ thù số 3 của chế độ đảng Cộng sản Việt Cộng. Và kẻ thù cuối cùng mà không đổi trời chung đối với đảng Cộng sản đó là sự thật. Bất kỳ sự thật nào mà chỉ cần người dân nói ra sự thật thôi là coi như là đảng sợ. Đảng sợ sự thật. Sự thật chính là kẻ thù thứ tư của đảng. Bởi vì đảng đâu bao giờ nói sự thật. Mang tiếng là nhà xuất bản sự thật nhưng mà viết những cái chuyện láo không có sự thật. Cho nên sự thật là khắc tinh của đảng Cộng sản. Sự thật đã làm cho đảng Cộng sản phải mất ăn mất ngủ. Bản tin kế tiếp đó là biểu tình. Lại có thêm một đối tượng trần tường ở bên California. Lần này không phải ở miền Nam California, mà ở tại miền Bắc California, tức là ở tại San Jose. Coi như là biểu tình ở San Jose. Chống cano đang trường và tiệm cà phê thứ 7 vào ngày 11 giờ 7 tây tháng 9 2024 giờ Bắc California. Kính thưa quý đồng hương người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản, qua nghị quyết 1334 của nhà cầm quyền Việt Cộng đã dùng nhiều âm mưu thủ đoạn tinh vi để mà gây chia rẽ và khuynh loát cộng đồng, âm mưu tận dụng nhân tài, vật lực tại hải ngoại
về đầu tư hòng nuôi dưỡng và kéo dài sự cai trị độc tài, độc ác, độc của chế độ Đảng Cộng sản Việt Cộng, hèn với giặc và ác với dân. Kể từ ngày cướp chính quyền đến nay, Đảng Cộng sản Việt Cộng đã hút máu người dân lành, làm giàu cho những đối tượng đảng viên từ trên thượng tầng cho tới hạ tầng, đẩy dân tộc Việt Nam xuống hố tăm tối và đi vào con đường lạc hậu. Dùng côn đồ trị để mà truy sát và bất tử trấn áp các nhà đấu tranh vì nhân quyền và tự do cũng như tôn giáo cho Việt Nam. Họ đấu tranh cho quyền hội họp và quyền được sống của con người. Khi nhìn thấy hình ảnh của đối tượng Đan Tường đeo trên đầu, trên ngực lá cờ máu, lá cờ này đã gợi nhớ biết bao tang thương chết chóc cho dân tộc Việt Nam. Bàn tay của nhà, bàn tay của Đảng Cộng sản Việt Cộng đã vấy máu của hàng trăm ngàn người dân ngoài Bắc trong cuộc cải cách ruộng đất, đã tắm máu hàng ngàn người dân Huế trong cuộc mà kêu bằng hành quyết tàn sát Tết Mậu Thân 1968. Làm sao người dân miền Nam Việt Nam có thể quên được những tang tóc thương đau do Đảng Cộng sản Việt Cộng gây ra cho chính người dân của mình? Xin đừng quên, Đảng Cộng sản Việt Cộng bắt cũ đã hành quyết chính người dân Việt của họ. Nỗi oan khuất khuất này đã thấu tận trời xanh. Làm sao mà đối tượng Đan Tường này có thể đem hình ảnh lá cờ đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Cộng, đặc biệt là lá cờ này là ở tỉnh Phúc Kiến, là ngoại lá cờ coi như là của ngoại bang, lá cờ khát máu và lời ca tụng chế độ mà hành quyết người không gớm tay để mà đi tới San Jose để trình diễn được. Chúng tôi kêu gọi các vị dân cử không nên gián tiếp ủng hộ và tham dự những hình thức khai trương vô thưởng vô phạt của những thành phần vô tình hay là cố ý quảng cáo cho các chế độ độc tài, phản dân chủ, đàn áp nhân quyền, truy bức tự do tôn giáo. Chúng tôi ước mong quý vị dân cử hãy lắng nghe tiếng nói công chính của những người đã bỏ phiếu cho quý vị. Kính thưa quý đồng hương, người Việt quốc gia tị nạn cộng sản là tiếng nói để mà thức tỉnh dòng sinh mệnh của dân tộc. Từ những tiếng nói riêng lẻ trong cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại là những người chuyên cần bỏ phiếu làm tròn bổn phận của người công dân của một đất nước tự do dân chủ đích thực. Một cuộc biểu tình tự phát từ những tiếng nói yêu chuộng tự do và dân chủ sẽ tập hợp ôn hòa tại quán cà phê Quân trong khu Lion Plaza để bày tỏ nguyện vọng của mình vào lúc 11 giờ trưa ngày thứ bảy, tức là ngày mai 7 tháng 9 năm 2024. Địa chỉ ở tại 1816 Tulis Road, 184 San Jose, California 95122. Trân trọng kính mời tất cả quý vị đồng hương tới để mà biểu tình và phản đối. Việt Cộng càng tung ra nhiều cái chiêu thức chừng nào thì Việt Cộng càng thất bại thảm hại hung chừng này. Bởi vì phim tài liệu mà Mai Sao Việt Nam đã được trình chiếu ở tại thành phố Westminster là của tiểu bang California, tức là ở miền Nam California, đã bắt đầu trình chiếu từ ngày Chủ nhật 1 tháng 9 cho tới bây giờ, đã nói lên được là sự chính nghĩa của miền Nam Việt Nam và sự mà cướp của Đảng Cộng sản Việt Cộng. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Cộng vô cùng lo sợ mà tung những cái thành phần này ra. Ở trong nước thì không lo, siêu bão Gazi cấp 13, 14, giật cấp 17 thì không lo, đi ra hải ngoại để mà tuyên truyền cho cái lá cờ máu, cho biết là tối nay 6 tháng 9 cường độ của bão Gazi sẽ tiếp tục mạnh lên và có thể là đây sẽ là một cơn siêu bão. Hiện giờ sức gió đã lên 240 km/h. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thì bão số 3 cách đảo Hải Nam của Trung Cộng khoảng 650 km, mà bây giờ coi như là đi quá nhanh, tối nay sẽ vào tới hang Ba Đình. Sức gió mạnh nhất đã lên tới 240 km/h. Như vậy là từ khi vào Biển Đông đến nay thì coi như là cường độ của cơn bão này đã tăng lên cấp 9. Cho nên đối tượng Hoàng Phúc Lâm là phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn của Việt Cộng cho biết là dự báo tối đêm nay cường độ bão có thể mạnh lên và có thể giật lên tới coi như là cấp trên 17. Lisa cũng mong cho nó thổi mạnh vào ở tại Ba Đình để coi Đảng Cộng sản Việt Cộng sẽ ứng phó cơn bão ra làm sao và sẽ có những cái cuộc mà di tản hoặc là đưa người dân ra khỏi vùng coi như thế nào. Bản tin kế tiếp là Trung Cộng sẽ sớm giao 2 tàu chiến cho đất Chùa Tháp Campuchia. Ngày hôm nay Bộ Quốc phòng của Campuchia cho biết Trung Cộng sẽ tặng cho lực lượng hải quân nước này 2 tàu hộ tống thép 56 loại mà tuần tra ven biển. Thứ trưởng cũng như người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Campuchia đã cho biết là Trung Cộng sẽ tặng cho Campuchia 2 chiến hạm mới nhất sẽ vào năm 2025, tức là đầu năm tới. Coi như là Bộ Ngoại giao của Campuchia khẳng định các chiến hạm dự kiến bàn giao là loại thép 056C được sản xuất dành riêng cho đất Chùa Tháp Campuchia. Loại tàu này thường sử dụng để mà tuần tra ven biển, được Campuchia đề nghị để mà Trung Cộng sản xuất
hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực quốc phòng trong bảo vệ và duy trì hòa bình ổn định an ninh. Tức là nói nôm na là sợ Đảng Cộng sản Việt Cộng tìm cách để mà cướp đất. Sự thật là nó như vậy. Cho nên đất chùa Tháp, người ta bây giờ là tin tưởng Trung Cộng hơn là tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Cộng. Hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn cũng như là các hoạt động nhân đạo khác. Trang tin cho biết đây là lần đầu tiên mà Trung Cộng cung cấp chiến hạm cho Nông Bình trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực theo khuôn khổ đó là hợp tác lục giác kim cương. Coi như là Campuchia và Trung Cộng sẽ làm những nước đồng minh thật sự. Coi như là bây giờ Campuchia đã hất Đảng Cộng sản Việt Cộng ra liền. Cho nên đối tượng Hun Sen là một tên cáo già lợi dụng Đảng Cộng sản. Rồi Đảng Cộng sản dựng lên chế độ của Hun Sen. Bây giờ coi như là Hun Sen đã ngã về Trung Cộng. Bởi vì sao? Bởi vì hoàng gia Campuchia luôn luôn là tin tưởng Trung Cộng. Bởi vì thời kỳ mà Pol Pot cai trị chính là Campuchia. Trung Cộng đã mời vua Sihanouk qua bên Trung Cộng ở và xây cho vua Sihanouk một cái cung điện nguy nga tráng lệ ở bên Trung Cộng. Cho nên Sihanouk khi mà về đã luôn luôn nhớ ơn Trung Cộng. Sau khi mà truyền ngôi lại cho thái tử Sihanouni thì Sihanouk đã kể về những thời kỳ mà đen tối của mình. Nếu mà không có Trung Cộng ra mặt thì coi như là Pol Pot đã hành quyết vua Sihanouk. Cho nên khi mà Đảng Cộng sản Việt Cộng tràn sang thì lúc này coi như là Pol Pot quýt lên bắt đầu là ôm chân vua Sihanouk để mà ra diễn đàn của Liên Hiệp Quốc tố cáo Đảng Cộng sản Việt Cộng là xâm lược Campuchia và yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Cộng phải rút quân về vô điều kiện. Nhưng mà Đảng Cộng sản không chịu rút quân về mà dựng lên đối tượng Hun Sen. Nhưng mà khi đối tượng Hun Sen lên rồi thì dưới áp lực của Trung Cộng ra diễn đàn Liên Hiệp Quốc thì coi như là thế giới yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Cộng phải rút quân ra khỏi đất chùa Tháp trong 24 tiếng đồng hồ vào năm 1989. Cho nên từ khi mà coi như Đảng Cộng sản Việt Cộng rút quân rồi thì Trung Cộng càng ngày càng mật thiết đối với đất chùa Tháp. Và cho tới đỉnh điểm bây giờ thì coi như Hun Sen đã nhìn thấy sự trỗi dậy và sự giúp đỡ cũng như là mạnh mẽ của Trung Cộng. Còn trong khi Việt Cộng thì không giúp đỡ một cái gì cả. Cho nên đối tượng Hun Sen cũng run sợ. Là bởi vì sao? Tiền thân của Pol Pot vẫn còn rất nhiều. Ở trong người dân Campuchia dưới thời của Pol Pot ai ai cũng là gửi con cho Pol Pot. Cho nên chính vì vậy mà Pol Pot coi như mặc dù là một tên diệt chủng nhưng trong lòng thì người ta chỉ có đối tượng Pol Pot thôi. Nhưng mà coi như là đảng Pol Pot và hoàng gia người ta vẫn kính trọng. Cho nên Hun Sen cũng là một tên cáo già, không thể nào mà theo Đảng Cộng sản Việt Cộng được. Trong khi cả đất chùa Tháp đều bài Việt Cộng, người ta chỉ có là yêu chuộng Trung Cộng mà thôi. Cho nên chính vì vậy mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Campuchia đã nhấn mạnh là Campuchia luôn luôn biết ơn Trung Cộng và đã nhận được rất nhiều hỗ trợ từ Trung Cộng. Bộ Ngoại giao của Campuchia cho biết Trung Cộng là một người bạn tốt thật sự của Campuchia, đã hỗ trợ đào tạo và cung cấp thiết bị. Coi như là ngoại giao của Campuchia khẳng định luôn chào đón tất cả Trung Cộng, những quan chức và phái đoàn của Trung Cộng trong sự chân thành và mong muốn là giúp đỡ. Coi như là xong rồi, coi như là hất Đảng Cộng sản Việt Cộng ra rồi. Và Bộ Ngoại giao của Campuchia cũng cho biết là sẽ mở rộng căn cứ Surim đã xong, giai đoạn thứ hai là sẽ hoàn thành để mà đón chào Trung Cộng vào. Thật ra Campuchia đưa Trung Cộng vào để mà ngăn cản Đảng Cộng sản Việt Nam, mà cũng có thể là sẽ tung hoành ở tại đảo Phú Quốc. Bởi vì đảo Phú Quốc, đất chùa Tháp coi như là đảo của mình, đảo Thổ Chu cũng thuộc về là đảo của Campuchia. Coi như là đất từ Sài Gòn trở vô là của Campuchia. Một cái điều mà khi vua Sihanouk đã âm thầm đưa ra là Đảng Cộng sản Việt Cộng Bắc cũ đã dụ vua Sihanouk là cho mượn căn cứ ở bên đất chùa Tháp để mà coi như là làm căn cứ địa để mà cướp miền Nam Việt Nam. Sau khi cướp miền Nam Việt Nam thì sẽ trả lại một hai tỉnh cho đất chùa Tháp, tức là gồm có tỉnh An Giang và Trà Vinh. Nhưng mà khi Đảng Cộng sản Việt Cộng đã cướp được miền Nam Việt Nam thì Đảng Cộng sản nuốt lời hứa. Cho nên chính vì vậy mà chế độ Pol Pot mới là trở mặt với Đảng Cộng sản Việt Cộng. Và Trung Cộng đã lợi dụng vào cơ hội này để mà khui lại, cài, gỡ cái mài ghẻ ra để cho Campuchia càng tức tối hơn về Đảng Cộng sản Việt Cộng. Cho nên Trung Cộng sẽ là ngư ông đắc lợi. Để quý vị thấy. Cho nên tại sao mà Trung Cộng mà là người, là nước quan trọng với đất chùa Tháp là ở cái chỗ đó. Chắc chắn là Campuchia và Việt Cộng coi như là sẽ có một trận thư hùng. Mà coi chừng lần này là có lính của Trung Cộng được hỗ trợ qua đất chùa Tháp. Bởi vì sao? Hun Sen đã biết rõ về quân đội của Việt Cộng. Cho nên quân đội của Campuchia không thể nào địch nổi. Cho nên sẽ dùng tới quân đội của Trung Cộng. Một khi mà Trung Cộng mà tiếp cho Campuchia rồi thì coi chừng Đảng Cộng sản Việt Cộng sẽ nếm những cái trái đắng giống như là ở tại Vị Xuyên, Hà Giang.
nước sạch hết gần 3-4 tiểu đồng trung đồng.